Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyết bị lật tẩy, Vượng Vin run như cầy sấy. Vấn đề nâng khống vốn trên thị trường chứng khoán đang là đề tài được bàn tán dậy sóng trên mạng xã hội. Các tờ báo thi nhau phanh phui chiêu trò bùa ghép để nâng khống giá trị công ty thông qua việc bán mớ giấy lộn thu tiền thật của ông Trịnh Văn Quyết. Ngay ngày 26 tháng 8, tờ báo Việt Nam Express đăng bài viết chiêu tăng vốn ảo của FEC Faros. Vạch trần chiêu trò bùa phép thổi vốn sau khi được cơ quan công an cung cấp đầy đủ thông tin. Chiêu trò này đã bị lộ, người ta đang kỳ vọng sắp tới có thể ông Trọng cho kiểm tra hết những công ty cổ phần có phát hành cổ phiếu ra công chúng, thì lúc đó nhiều đại gia sẽ tìm đập chân rùn. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Đã xuất hiện ý kiến cho rằng chiêu trò của Trịnh Văn Quyết có sự tiếp tay của rất nhiều cơ quan, bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng, Bảo lãnh Phát hành, Kiểm toán Độc lập đều có liên quan. Thậm chí Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi ông Trịnh Văn Quyết đăng ký vốn điều lệ, cũng cần phải được kiểm tra hàng loạt. Đã xuất hiện luồng ý kiến cho rằng với tình trạng này, với áp lực của dư luận như thế này, thì rất có thể tiếp theo là hành động thanh tra, kiểm tra hàng loạt các cơ quan nhà nước liên quan và đồng thời kiểm toán nhà nước vào cuộc thanh tra tình hình tài chính của các doanh nghiệp niêm yết. Cái ung nhọt thị trường chứng khoán đang càng ngày càng phình to và có nguy cơ bị bục ra bất cứ lúc nào không hay. Mới đây, tờ báo Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế Xanh đã nhá hàng cho biết VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng đang nợ khủng. Số nợ lên đến 2,85 lần vốn chủ sở hữu. Đây là kết quả được lấy từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp chứ chưa hề có thanh tra hay kiểm tra. Một khi cơ quan nhà nước vào cuộc tung hết lực lượng lên vào những sổ sách kế toán của VinGroup thì không biết điều gì sẽ xảy ra với công ty này. Với môi trường kinh doanh như ở Việt Nam, việc gian dối trong báo cáo tài chính xảy ra khắp nơi, cho nên khó ai tin những gì mà VinGroup báo cáo là sự thật. Hiện nay, theo báo cáo tài chính của công ty, tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gánh khoản nợ rất lớn, lên tới 376.602 tỷ đồng phải trả, tức là tương đương tới 16 tỷ USD. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Theo đánh giá của giới thạo tin, hiện nay có vẻ như Vượng Vin còn rất mạnh. Ông ta còn dùng được công an để bảo vệ cho ông ta trên truyền thông và áp lực cho tuyên giáo rút bài khắp nơi. Tuy nhiên, tình hình chính trị tại Việt Nam hiện nay đang rất biến động. Nay là công thần nhưng ngày mai có thể bị thịt là điều hết sức bình thường. Mới đây, Trịnh Văn Quyết đến đâu là các quan đầu tỉnh theo sau khúm núm vâng lệnh. Nhưng rồi cuối cùng, ông Quyết bị bắt thì đồng loạt các tỉnh đã hủy hầu hết các dự án của FEC. Sự việc như gió đổi chiều trong một thời gian rất ngắn. Thời kỳ đỉnh cao, người ta so sánh FEC của ông Quyết với VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng, nhưng trong chốc lát, FEC lao dốc về con số 0. Đó là sự khó lường của chính trường, kéo theo sự biến động rất mạnh của thương trường. Có người cho rằng đến nay, ông Vượng vẫn chưa đặt chân ra nước ngoài, nên rất có thể ông đang bị quản thúc thật. Nếu đây là sự thật, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhốt con bò mộng vào chuồng để chuẩn bị thịt. Mà hiện nay thịt doanh nghiệp rất dễ, xua quân kiểm toán các doanh nghiệp dục diện nghi ngờ thì không sớm thì muộn cũng lòi ra lý do để hốt. Đây là hình ảnh VinGroup đang nợ khủng. Làm doanh nghiệp ở Việt Nam dễ làm gian, vì gian nên dễ bị hốt. Gia đình ông Phạm Nhật Vượng đã có người đi tù vì làm kinh tế. Ông Phạm Nhật Vũ đã đi tù và là lời cảnh báo cho ông anh hãy cẩn thận, làm ăn dưới chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam, giàu nhanh nhưng cũng chóng tàn lụi là như thế. Với tình hình biến động như thế này mà bảo ông Phạm Nhật Vượng ăn ngon ngủ yên thì cũng rất khó. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể bị thịt, đó là bản chất của chế độ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thế lực Ba Dũng bị yếu thế, Nghị Phước đem cần ai sẽ nặng hơn. Việc kết thúc cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong Trung ương đoàn phần nào cho thấy sức mạnh của ông Ba Dũng không thực sự mạnh như người ta vẫn tưởng.
ước mơ nhà có một ủy viên Trung ương Đảng và một ủy viên Bộ Chính trị đang được ông Nguyễn Tấn Dũng dường như xây dựng đã bị dội một gáo nước lạnh. Nguyễn Minh Chiết cuối cùng đã không vào được ghế dành cho ủy viên Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng dọn đường thành công cho ông ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Tổng cục Phó Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa và một chiếc ghế để chuẩn bị cho việc ủy viên Bộ Chính trị. Và việc ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào Bộ Chính trị thực tế chỉ là về vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, thế và lực của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay lại không đưa nổi con trai út vào ghế dành cho ủy viên Trung ương Đảng. Đây là một bài kiểm tra về sức mạnh chính trị của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng là mạnh đến cỡ nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ở Trung ương đoàn, Nguyễn Minh Chiết cạnh tranh với Bùi Quang Huy và đã thất bại. Thất bại đồng nghĩa với suất vào Trung ương Đảng cho 3 năm nữa, ngày một xa dần với tầm với của Nguyễn Minh Chiết. Ở chính phủ, Nguyễn Thanh Nghị đang cạnh tranh với Hồ Đức Phước sau 3 năm nữa. Nếu suôn sẻ thì 3 năm sau, khi diễn ra đại hội lần thứ 14, Nguyễn Thanh Nghị vào Bộ Chính trị, còn Nguyễn Minh Chiết vào Trung ương Đảng là đẹp như mơ. Tuy nhiên, đời lại không như vậy nên ông Nguyễn Tấn Dũng cần nỗ lực hơn nữa để khỏa lấp thất bại vừa qua. Xem ra, ông Nguyễn Tấn Dũng có quen với nhóm lợi ích Nghệ An thật. Tại Trung ương đoàn, Bùi Quang Huy là thành viên nhỏ nhất trong nhóm lợi ích Nghệ An. Còn tại chính phủ, Hồ Đức Phước được xem là nhân vật thứ 3 của nhóm lợi ích Nghệ An sau Vương Đình Huệ và Phan Đình Trạc. Mà đụng vào nhóm lợi ích Nghệ An tức là đụng đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị. Xem ra thế và lực của Nguyễn Tấn Dũng khó mà đấu lại được với họ. Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm là người có rất nhiều ân nghĩa với ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, bản thân ông Phạm Minh Chính thì lại đang ngang ngửa với ông Vương Đình Huệ làm thủ tướng. Ông Chính chạy đua với ông Huệ cho chiếc ghế tổng bí thư vào nhiệm kỳ tới. Chưa biết sẽ thắng bại ra sao, thì nói gì đến việc hỗ trợ đắc lực cho con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp bước vào Bộ Chính trị. Ông Chính có giúp được thì cũng chỉ giúp một phần chứ không thể dốc hết sức mà đấu với nhóm Nghệ An. Đấu với Nghệ An là dại, là tự chuốc họa vào thân. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước cũng đang muốn cạnh tranh một suất vào Bộ Chính trị. Nguyễn Thanh Nghị đang cố gắng tỏ ra là một bộ trưởng có năng lực. Có lần ông Nghị muốn chỉ trích về vấn đề thị trường trái phiếu doanh nghiệp nơi đang hình thành ổ tội phạm ngành tài chính. Nhưng rồi ông Nghị đã bị chỉ trích là đá lộn sân. Mới đây, Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính đã dính đến vụ Việt Á và người ta cũng bị kỷ luật nặng là Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm cao nhất là Hồ Đức Phước thì lại không hề hấn gì. Điều đó cho thấy nhóm lợi ích Nghệ An không phải là vừa. Hiện nay họ đang tạo nên một nhóm bất khả xâm phạm. Dường như tham vọng vào Bộ Chính trị của Nguyễn Thanh Nghị là rất mãnh liệt. Đó thể hiện qua nỗ lực của ông Bộ trưởng này. Tuy nhiên, ông Nghị đang vấp phải một đối thủ rất cứng, khó quật nhất trong Bộ Chính phủ. Nói về cơ hội vào Bộ Chính trị thì Hồ Đức Phước có cơ hội lớn hơn vì ông Phước đang nắm một bộ rất lớn và quan trọng của chính phủ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng nay xem ra cũng đã già yếu. So với những hạt giống đỏ có nguồn gốc bất minh như Võ Văn Thưởng và Phan Văn Mãi, Nguyễn Thanh Nghị đang khó khăn hơn rất nhiều. Người ta nói ẩn trong bóng tối thì dễ ra tay đánh úp người khác, còn ở ngoài sáng thì ra chiêu nào cũng bị người ta đỡ hoặc hóa giải. Việc ông Phan Văn Mãi và Võ Văn Thưởng được bàn tay ẩn danh nâng đỡ thì sự nghiệp chính trị cứ lên như diều gặp gió. Còn đường đường là con trai của một cựu thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết thì lại khó khăn hơn. Không biết ông Dũng có dám cho moi những thông tin ẩn giấu ra ngoài ánh sáng cho cuộc đấu được công bằng hay không? Câu hỏi thì cũng là câu trả lời, chắc ông không thể moi vì chính ông cũng là con ai không ai biết được, và ông biết mà đảng cũng không biết.